báu có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng a, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nhà tì năng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng quá ta nô bùn nhàng à sa quá kha già quá hằng hồ tu an à ga tề à lề, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ chư thiên ở ngôi tịnh thất thiện hữu ạ. Chư thiên trong nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Dạ phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Dạ con xin giao mic lại đến cho chị Nhật Huỳnh ạ. Sa thú kính cảm ơn Trích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tri Đức Tạ Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt Thi Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, con tri ân sư cho biết đề tài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, a nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp ven toàn. Một lòng chăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Ca tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, dạ con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Dạ cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Bài học hôm nay Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương ưng chư thiên Năm La Mã phẩm thiêu cháy bài 8 La Mã kỳ viên. Đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, hiển tâm con hoan hỷ. Nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản, do vậy bậc hiền trí thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh như ngài Xá Lợi Phất. Tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Nam mô Bích Tha giá và bánh chánh văn hôm nay đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tâm rung thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh, con sẽ cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư tịnh tọa, chư đại đức tăng và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái đoạn thứ 8 kỳ viên. Trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị hướng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền lão. Ngài đã diệt tận bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha giá. Và cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh. Thì trong cái đoạn thứ 8 này nói lên cái lời tán thán của cái vị chư thiên. Thì cái vị trí mà những cái vị chư thiên này đi đến là cái chùa Kỳ Viên. Thì quý vị biết rằng cái chùa Kỳ Viên á, thì cái khu rừng, mỗi khu rừng nhỏ của ông Thái tử Kỳ Đà,
Và ông ta đã để lại cho ông cấp cô độc. Nhưng mà đó, khi mà ông cấp cô độc trải vàng thì cái phần đất thì ông ta bán, nhưng mà cái phần cái cây thì ông ta cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên là có những chỗ là gọi là cấp cô độc viên, tức là cái phần đất để mà làm cái chùa của ông cấp cô độc. Nhưng mà kỳ viên thọ là cây thì của ông thái tử Kỳ Đà. Thì nhờ đó mà rất là nhiều chúng sanh đã có nơi để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên là với phần giới thiệu là cái nơi, cái rừng và cái chùa Kỳ Viên là cái nơi mà Đức Phật và thánh chúng đã thuyết pháp. Thì những vị mà đã thể nhập được cái giáo pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, sang trở thành những cái bậc thánh hữu học, hay là đạt đến cái thánh lậu tận. Chính vì cái hiểu biết Phật pháp để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não, cho nên những cái vị này đó đã có cái sự hoan hỷ vì đã đạt đến những cái điều mà cao quý, trở thành bậc thánh nhân trong giáo pháp của Đức Phật. Vì sao? Vì những cái nghiệp, những nó cái nghiệp nó trở nên thanh tịnh, và hiểu biết về giới, và những cái nghiệp mà tốt đẹp, giới và tối thắng mạng, tức là những cái sự nuôi mạng một cách chân chánh, tạo nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, do cái gì? Do cái đã hiểu biết, có trí tuệ phân biệt được những cái nghiệp nào là những cái tà nghiệp, và những cái nào là chánh nghiệp. Thì nhờ đó mà cái tâm hướng về những cái pháp thiện, gìn giữ giới và những cái tạo những cái nghiệp tốt đẹp. Cho nên đó là những cái pháp mà thù diệu, tức là những cái pháp đem đến những cái lợi ích cao thượng mà chúng sanh đạt đến cái sự an vui thanh tịnh trong thân tâm. Thì cái sự mà đạt đến cái sự an tịnh này đó là nhờ hiểu biết về cái diệu pháp, nhờ diệt trừ những cái tà nghiệp, đi trên cái con đường chánh nghiệp. Cho nên cái sự thanh tịnh này đó là nhờ vào cái sự hiểu biết về Phật pháp, sự thực hành giáo pháp mà nó đem đến cái sự an tịnh. An tịnh ở đây không phải là vì dòng họ, không phải vì tài sản. Tôi nhớ vậy. Tại vì hồi xưa đó thì người ta nói là cái dòng tộc mà dòng tộc Bà La Môn là dòng tộc Sắc Giá, thì những cái dòng tộc đó cao quý vậy đó thì nó có sự an tịnh tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật nói không phải, cái dòng tộc á không phải là không có cái dòng tộc nào là tốt đẹp cao quý, mà cũng không có dòng tộc nào là hạ tiện. Mà tốt đẹp cao quý hay là hạ tiện là do cái tác ý, cái suy nghĩ, những cái hành động của mình. Nếu mà cái người mà ở trong những cái dòng tộc cao quý như là Bà La Môn, dòng tộc hoàng tộc, quan lại võ tướng chẳng hạn,
Nhưng mà những cái dòng tộc cao quý này, nhưng mà họ họ làm với những cái điều không tốt đẹp à, về thân, về khẩu, về ý à, với cái tâm ô nhiễm á, thì dù là cái dòng tộc cao quý nhưng mà cái hành động, nói năng, cái suy nghĩ của họ à, nó cũng không đem đến những cái điều tốt đẹp à, do đó, đó cái sự thanh tịnh này không phải là ở ở cái dòng tộc hay là hoặc là gì cái tài sản à. Vì thấy có nhiều người à, rất là nhiều tài sản nhưng mà sao cái tâm họ ô nhiễm, họ muốn có nhiều thêm nhiều thêm nhiều thêm à, cho nên á khi mà cái tâm mà nó tham lam như vậy đó thì sao cái tâm nó đầy rẫy những cái phiền não thì làm sao mà nó thanh tịnh được à, cho nên á là cái sự thanh tịnh tốt đẹp ở trong nội tâm là một cái sự thực hành chánh pháp à, để diệt trừ thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong nội tâm à, do vậy bậc thiền trí thấy lợi ích chính mình à, chánh giác sát tâm pháp như vậy được thanh tịnh. Tức là chúng ta phải hiểu biết Phật pháp à. À, rồi sao mình phải thanh lọc loại trừ những cái ô nhiễm ở trong nội tâm, cho nên là luôn luôn có sự chánh niệm tỉnh giác à, quán sát những cái tác ý, những cái suy nghĩ à, từ trong nội tâm à, cái đó là cái điều lợi ích của chính mình á à, cái điều này á không ai làm được à, không ai có thể mà làm thay thế cho mình được hết á à, mà tự chính mình phải làm cái công việc này à. Đức Phật chỉ hướng dẫn những cái phương pháp à, còn nếu mà chúng ta muốn có được cái sự thanh tịnh à, đạt đến cái nội tâm an tịnh thì tự mình phải làm à, bằng cách là mình thanh lọc mà cái nội tâm của mình à, thanh lọc à, như là thu thúc lục căn, tức là chúng ta phải gìn giữ các căn của mình à, rồi xong rồi luôn luôn quán sát à, về cái nội tâm của mình à, chánh niệm tỉnh giác trong mỗi giây phút à, trong mỗi cái hoài nghi, trong mỗi cái tác ý, trong nói năng, trong hành động à, thì như vậy đó chúng ta kiểm soát à, quán sát cái nội tâm, các cái pháp nó đang diễn tiến sanh diệt ở trong thân trong tâm mình như thế nào, mình biết rõ như thế đó à, để ngăn ngừa ngăn chặn tất cả những cái ô nhiễm phiền não nó sanh khởi à, thì à, giống như à, chúng ta muốn có cái nước sạch à, thì muốn có cái nước sạch đó, thì phải có những cái các phương pháp, các cách thức để mà chúng ta à, thanh lọc loại trừ những cái tạp chất, những cái chất mà không có lợi ích cho bản thân à, đó. Thì chúng ta phải dùng nhiều cái phương pháp à, thí dụ như hồi xưa chưa có máy lọc thì à, người ta lọc bằng cái gì? Đã lọc bằng đá sỏi nè, rồi gì, rồi than à, đó, qua những cái tầng, những cái lớp mà lọc như vậy đó, thì dần 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 các cái tạp chất, những cái chất mà nó có hại à, ở trong nước đó, nó được loại trừ. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái nước đó thì nó đem đến cái lợi ích cho bản thân à, cho nên đó, những cái pháp mà thanh lọc cái nội tâm, quán sát thân khẩu ý à, được tốt đẹp thì nó sẽ đem đến cái an tịnh à,
Các bậc thánh nhân cũng vậy, các bậc thánh nhân, chính các ngài cũng phải tạo trữ công đức, rồi cũng phải nỗ lực tu tập để diệt trừ những tất cả những cái ô nhiễm này, những cái hạ phần kiết sử, những cái lậu hoặc tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm, từ thấp tới cao, từ những cái phiền não thô hay là tế, các ngài đào bứng diệt trừ tận gốc rễ, thì sẽ đem đến cái sự an tịnh. Nhờ cái gì? Nhờ cái giới. Khi mà có cái nền tảng là giới tịnh, giới tịnh là chúng ta phải gìn giữ cái giới được tốt đẹp. Nhờ có cái giới tịnh cơ đến là tâm tịnh. Giới tịnh, tâm tịnh là cái điều kiện để đưa đến cái trí tuệ thanh tịnh. Cho nên các vị thánh nhân cũng đi trên cái con đường giới định tuệ này, và các ngài đã nỗ lực thực hành để đi đến bờ giác. Ở đây là tối thượng. Ở đây đó, chúng ta phải hiểu là đây là cái sự xác định. Ở đây không phải là ở chùa Kỳ Viên, ở đây là những cái pháp, những cái pháp nó đưa chúng ta đến cái bờ bên kia đó. Tại vì là cái pháp mà để chúng ta thanh lọc, diệt trừ những cái ô nhiễm, diệt trừ những cái phiền não, những cái lậu hoặc tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm từ nhiều đời nhiều kiếp, rồi chúng ta cắt đứt, đoạn trừ tất cả những cái phiền não lậu hoặc, những cái thằng thúc, tức là những cái dây trói buộc đó, những cái dây trói buộc từ thấp đến cao, mà chúng ta cắt đứt, chúng ta đào bứng tận gốc rễ rồi, thì những cái mầm móng phiền não này đó, nó không còn gây sự cản trở trói buộc chúng ta. Thì chính những cái sự thực hành này đó, chính sự thực hành này nó là phương pháp tối thượng cao quý nhất ở trong cái thế gian. Mà cái pháp này từ đâu? Pháp này chính nhờ đấng pháp dương, tức là nhờ cái trí tuệ giải thoát, sự hiểu biết tường tận các pháp thế gian, và hiểu biết tường tận những cái pháp mà giúp cho chúng ta hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự cao thượng, hướng đến cái điều tốt đẹp, hướng đến cái an vui hạnh phúc tối thượng đó. Cho nên trong cái ý của cái phần chánh văn này đó, là cái vị chư thiên nói lên cái lời tán thán về các cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. Rồi các pháp này đó đã được Đức Thế Tôn cũng như các bậc thánh tăng, các ngài tướng quân chánh pháp như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, rồi rất nhiều và rất nhiều những vị thánh tăng đã thực hành, đã đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn, đến bờ bên kia, đạt đến cái sự an lạc tuyệt đối. Cho nên là những cái vị chư thiên này đấy cũng có sự thực hành, rồi cũng
có được những cái sự an tịnh. Cho nên các cái vị này đó đã nói lên cái lời tán thán các cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. Mà mặc dù những cái vị này chưa phải là trở thành cái bậc thánh lậu tận, nhưng mà những vị này cũng có được những cái lợi ích từ vấn đề mà nghe lời dạy của Đức Phật, rồi thực hành cái lời dạy của Đức Phật, mà sau khi thân hoại mạng chung cũng đạt đến những cái cảnh giới an vui. Rồi những cái vị này có sự hiểu biết đến đảnh lễ để mà tán dương cái lời dạy của Đức Phật, những cái pháp mà thù diệu, những cái pháp chân chánh để đem đến cái sự an tịnh. An tịnh đây là khi mà chúng ta có sự hiểu pháp rồi chúng ta phải thực hành. Cái điều này là không ai làm thế cho mình được, mà từ mỗi cá nhân, từ mỗi người, từ mỗi chúng sanh phải thực hành để đem đến cái sự an vui cho chính bản thân mình. Ra đó, những cái điều mà những cái lời dạy của Đức Phật hoặc là chư tăng trùng tuyên lặp lại giúp cho hàng cư sĩ cũng như tất cả chúng sanh nghe lời dạy của Đức Phật và phải cố gắng nỗ lực thực hành thì sẽ đem đến lợi ích cho chính mình để đạt đến cái sự an tịnh. Thành ra đó, Đức Phật nói là không ai tịnh cho ai được hết. Không có ai mà làm cho mình an tịnh, mà phải chính mình, chính bản thân mình cố gắng nỗ lực thực hành, có sự ngăn ngừa đối với các cái ác pháp, có sự nỗ lực diệt trừ các ác pháp, rồi phải nỗ lực phát triển những cái nghiệp lành, những cái điều thiện, những cái chủng tử tốt đẹp, thì như vậy đó, chúng ta sẽ có sự an tịnh tốt đẹp. Thành ra Đức Phật nói rằng bệnh ở chỗ nào thì phải diệt trừ ở chỗ đó, sự khổ đau đó xuất phát từ đâu? Từ những cái ô nhiễm ở trong nội tâm, những cái tham muốn, sân hận, si mê, đây là những cái mầm bệnh ở trong nội tâm. Thì mình, Đức Phật nói không, bệnh ở chỗ nào thì phải diệt chỗ đó. Bệnh ở trong nội tâm, cái tâm bệnh thì phải dùng những cái thuốc, những cái phương pháp để trị tâm bệnh thì nó mới hết. Thành ra đó, những cái pháp của Đức Phật đó, chỉ có những người có trí hiểu biết để thực hành, còn những cái người mà họ thiểu trí vô minh không làm sao mà họ thực hành được. Tại vì sao? Tại vì những cái vô minh nó đã che đậy rồi, họ không thấy được cái lợi ích, họ không phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Họ chạy theo trần cảnh, họ bám níu vào cái vật chất để thụ hưởng, bám níu vào tài sản, bám níu vào thân bằng quyến thuộc, địa vị, cho nên đó, họ đắm nhiễm ở trong đó. Chỉ có những người có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì sao? Thì lần hồi sẽ tìm cách vượt thoát ra những cái sự kiềm chế, những cái sự sai khiến của tất cả những cái phiền não, thì sẽ đem đến sự an tịnh.
Còn nếu mà những người mà chìm đắm trong tài tình danh lợi thì sao? Thì sẽ chịu sự khống chế sai sử của phiền não thì sao? Sẽ khổ đau, còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi, còn khổ đau, rồi còn sanh già bệnh chết. Cho nên là chúng ta hiểu biết những cái điều này thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà thực hành. Sự thực hành là nhờ đi theo cái con đường chân chánh, thực hành các cái pháp chân chánh. Cái sự thanh tịnh cao quý không phải là ở dòng tộc, hay là hoặc là sự hạ tiện không phải là ở cái giai cấp, mà cái cao quý hay là hạ tiện là do cái nội tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên Đức Phật đã dạy những cái phương pháp để tất cả mọi chúng sanh thực hành để đem đến lợi ích cho bản thân. Và chính nhờ cái sự nỗ lực này đó, chúng ta thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở trong nội tâm, và chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui tốt đẹp, trở thành những bậc có trí tuệ, có giới hạnh, những người nỗ lực đi trên cái con đường giới định tuệ, thì sẽ đem đến cái sự an tịnh nội tâm tốt đẹp trong đời sống hiện tại, cũng như là tạo nhân duyên để những cái kiếp tương lai chúng ta có điều kiện, có trí tuệ để chúng ta tiếp tục thực hành chánh pháp để đem đến sự an vui giải thoát. Cho nên là trong cái đoạn thứ 8 này đó là cái lời dạy của Đức Phật và cái sự tán thán của cái vị chư thiên, xin giải thích chia sẻ với quý vị, và cầu mong rằng quý vị hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta có sự cố gắng nỗ lực thực hành để đem đến cái an vui ngay trong đời sống hiện tại, và hướng đến cái sự giải thoát trong ngày vị lai, khi mà quý vị đã tạo trữ đầy đủ những cái pháp độ, tạo trữ những cái công đức phước báo, rồi có sự nỗ lực thực hành để đoạn trừ, để sát tuyệt tất cả những cái phiền não, thì mình sẽ đạt đến cái hạnh phúc giải thoát, hay là đạt đến niết bàn. Thì cũng xin giải thích chia sẻ sau đây, thì xin cung thỉnh Thư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ 8 này để đem đến lợi ích. Thì giới phước báo kính cầu mong Chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang cũng kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử có đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để thực hành các cái thiện pháp đem đến lợi ích ngay trong đời sống, có sự an vui và đem đến những cái nhân duyên tốt đẹp cho bản thân mình trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng và xin nhường mic lại. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rừng
Thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh Đa Từ Bi giảng dạy tại học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Mata, Thiện Vũ và Kim Nhung đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con xin thay mặt đầu tràng cùng thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh thất Thiện Hữu nghỉ ngơi trong chốc lát để có đạo tràng có những câu hỏi, thì con cũng thỉnh sư trở lại để trả lời cho đạo tràng, cho quý vị trong đạo tràng để hiểu rõ thêm bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung đang có trước máy. Kim Nhung có nhiều câu hỏi hay lắm, mà bữa nay là Kim Nhung là làm MC tụng kinh lễ bái Tam Bảo đi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung mở hàng. Dạ, mở hàng. Nãy giờ nha, thượng tọa Pháp Thanh giảng như thế nào? Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ, mở hàng đi. Tại Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung học trên trời, học dưới đất, học nhiều chỗ nên có nhiều ý tưởng rất là hay. Dạ, kính mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Cha, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn Sư Pháp Thanh đã bày pháp ngày hôm nay. Dạ, con cũng kính mời xin kính dân sư, kính mời sư tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Xin mời sư nghỉ ngơi một chút lát ạ. Dạ, qua cái bài học ngày hôm nay á, thì con cũng hiểu theo cái trí của phàm phu tụi con, thì con cũng hiểu mình muốn thoát khổ được á, thì mình phải được mình phải học pháp hành pháp để mình thanh tịnh cái tâm mình, và không ai làm cho mình cái được, chính mình phải tự đi trên cái con đường đó, tự mình phải thanh lọc tâm cho chính mình, phải có chánh niệm tỉnh giác, mình phải kiểm soát thân tâm mình trong các hành động về thân khẩu ý. Con cũng nhận thấy được là để mà mình thanh tịnh được tâm thì mình phải học học pháp, hiểu pháp và hành pháp. Mà cái việc những cái việc làm như vậy á, thì con thấy mình học thì mình cũng đang học, nhưng mình ở trong cái room này là mình cũng đang học mình, nhưng còn hiểu pháp thì mình hiểu cũng chưa tới nơi, mình học thì cũng lõm bõm chứ cũng chưa được trọn vẹn, tức là mình học chỗ này chút chỗ kia một chút cũng chưa có được trọn vẹn. Giống như một cái mà mình nay chỗ này mai chỗ kia, thành ra nó cứ vá víu, nó chưa có lành lặn. Rồi mình hiểu pháp thì cũng chưa tường tận, mình hành pháp thì cũng chưa rốt ráo, thành ra là mình cũng chưa đi được tới đâu. Bài pháp thì rất là ngắn gọn, nhưng bài pháp nó chỉ ra cho mình một con đường đi để đi đến cái sự giải thoát cho chính mình. Nhưng mà con nhận thấy con đường đi này nó dài, trong cuộc sống thì con thấy nó nhiều khó khăn mà mình phải trải qua. Con đường đi này nó gập ghềnh, nó chông gai, nhưng mà con vẫn biết là mình vẫn phải đi, có đi thì mới có đến được ạ. Và chúng con cũng đang đi trên con đường này, nhưng mà riêng đối với con thì con thấy con bị té lên té xuống, bị bầm dập, lúc thì con bị lệch qua phải một chút, lúc thì con lệch qua trái một chút, nhưng mà con cũng hướng theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, và các chư tăng cũng đã chỉ dạy cho mình, và mình cũng đang đi trên con đường đó. Con vẫn biết là đường về nhà còn xa lắm, thì con cũng đang cố gắng. Dạ thưa sư, về cái bài học này á, thì con chỉ có một chút xíu, con nhờ sư giải thích giúp con về giới. Dạ cũng có thể là sư cũng đã giải thích rồi, nhưng mà con chưa nghe, và con cũng có một thắc mắc nhỏ nhỏ như vậy ạ. Về cái giới là giới thứ sáu á, thưa sư, là không ăn sái giờ. Thì con cũng hiểu cái tại sao mà không ăn sái giờ, rồi để mình có thời gian mình học hành, rồi mình học và hành pháp, rồi mình cũng không vướng bận về cuộc sống đời thường. Nhưng mà khi mà buổi chiều á, thưa sư, đối với Phật tử chúng con á, thì nhiều khi buổi chiều á, nó cũng hơi khó chịu về cái thân này. Thành ra có khi á, thì con có nghe người thì nói là được uống sữa, người thì nói được uống bột, người thì nói là nước trái cây.
Người thì nói thế này, người thì nói thế kia, thì về bản thân con thì con cũng chưa, nếu mà mình làm cái giới thứ sáu này mà để mà mình làm tốt thì mình như thế nào, hay là mình nhịn ăn hoàn toàn. Nếu mà nhịn ăn hoàn toàn thì cái tâm, cái thân mình nó hơi mệt mỏi ạ. Rồi còn cái giới thứ bảy á, thưa sư, thì cái giới thứ bảy là không xem múa hát, rồi là rồi không nghe, không xem và không nghe. Thì trước đây thì con cũng thực hiện cái giới này cũng tương đối, là con cũng không xem, không có coi tivi, không nghe nhạc gì hết. Nhưng mà bây giờ về cái tình hình thời sự, về tình hình về Covid, rồi tình hình về lũ lụt ở Trung Quốc, rồi lũ lụt ở Việt Nam, thì con cũng vẫn phải nghe để con hiểu. Thì như vậy thì có nhiều khi con thấy là như vậy là mình phạm giới. Thì con không biết như vậy có đúng hay không, thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giúp con để cho con thông về cái phần này đó, thưa sư. Dạ, con xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, cái thắc mắc của cô Kim Nhung thì cái này là cũng rất nhiều, rất nhiều những cái Phật tử cũng có cái sự thắc mắc. Thì quý vị phải hiểu rằng đó, Đức Phật chế định những cái học giới nhằm mục đích là ngăn ngừa cái những cái dính mắc trong đời sống. Năm cái giới đầu đó, năm cái giới đầu là những cái giới căn bản. Tất cả những cái giới của hàng xuất gia nó cũng phát triển từ từ những cái năm cái giới căn bản này rồi, mà nó chia sẻ phát triển rộng ra. Rồi ba cái giới sau là không ăn sái giờ, không muốn hát thổi kèn đờn, không nằm nơi thào quá cao. Thì ba cái giới sau này đó thì nó không có gây tai hại chúng ta phải rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà sao? Nhưng mà trong đời sống chúng ta dính mắc vào cái gì? Vào cái sự thọ dụng những cái vật chất, những cái tiện nghi, những cái điều kiện tốt đẹp ở trong đời sống. Ví dụ như bây giờ có đôi lúc có những người cũng muốn đi hành thiền, nhưng mà khi đến trường thiền thì sao? Phải khép vào cái khuôn khổ, phải thực hành gìn giữ các cái giới. Thế cho nên gì mà chúng ta không có kềm chế, không có gìn giữ những cái học giới này đó, thì mình hành thiền không có được. Thì quý vị thấy không? Đâu phải quý vị nhìn thấy ở thế gian rồi mình nhìn lại trong cái giáo pháp. Bây giờ dịch bệnh nó lan tràn. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn ngăn ngừa dịch bệnh thì sao? Thì mình phải đeo khẩu trang, rồi phải sống giãn cách, đó, không có gần nhau chung đụng, nó có thể lây qua các cái đường truyền đó. Thì cái giới này nó cũng giống vậy đó. Đức Phật cũng muốn có cái sự ngăn ngừa, cho nên Đức Phật mới gọi chư tỳ khưu là phải thu thúc lục căn, phải có sự kềm chế ngăn ngừa các căn của mình, trước cái sự tấn công của
hữu trần của phiền não đó. Cho nên mình phải có cái sự phòng hộ, sự ngăn ngừa trước. Rồi sao? Rồi chúng ta phải giảm thiểu những cái thụ hưởng vật chất ở thế gian. Có đôi lúc chúng ta ăn là để gì? Để thỏa mãn cái khẩu vị. Chúng ta ăn theo cái quân tập thường xuyên của phiền não sai khiến. Chúng ta ăn vì để trở thành cái thói quen. Chứ sự thật ra có rồi lúc đó, sự thật chúng ta không phải cần phải ăn đó. Cho nên khi mà chúng ta hạn chế trong vấn đề ăn uống thì sẽ giảm thiểu, giảm bớt những khổ đau. Quý vị thấy rằng chiến tranh loạn lạc, rồi những cái tham mô ở trong cái xã hội là từ đâu? Từ những cái sự muốn thỏa mãn cái điều kiện này nè. Ăn chủ yếu là để nuôi thân, nhưng mà không chịu ăn, phải ăn ngon. Những đồ ăn phải là những đồ ăn thượng vị. Chứ ăn vậy mà ăn gì? Không? Đó. Chính vì muốn thỏa mãn cái khẩu vị mà có đôi lúc chúng ta phải phạm giới. Đó. Rồi cái thụ hưởng vật chất, nếu mà mình thụ hưởng cách bình thường thì nó không đã, không có sướng. Cho nên là phải thụ hưởng tốt đẹp. Nhà phải là thứ này thứ kia, phải 5 tầng 7 tầng, phải trang bị những cái tiện nghi thế này thế khác. Đầy đủ những cái tiện nghi đó thì nó mới đã, nó mới xứng đáng, nó mới cao quý. Cho nên á là sao, là tham ô móc ngoặt để rồi có được những cái tiện nghi vật chất. Chứ còn nếu bằng cái công sức chính bản thân mình bỏ ra đó, thì cái lương mình nó ít quá, làm sao xây nhà lầu, xây những cái biệt thự, những cái tiện nghi là phải có vườn cây vườn cảnh, hồ tắm, thế này thế khác. Cho nên là sao, là phải làm những cái điều phi pháp, làm những điều phi pháp để đạt được cái này đó. Thành ra đó, ba cái giới về cái giảm thiểu trong cái ăn uống, trong cái thụ hưởng vật chất thì nó sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa những cái tội lỗi. Rồi sao? Tối ngày quý vị thấy không, ăn sáng ra lo điểm tâm, điểm tâm rồi xong cái đi làm việc chút, cái trưa ăn rồi sao, rồi chiều phải ăn, thậm chí nhiều khi tối còn hơi sót ruột rồi tối phải ăn nữa đó. Đó, cho nên đó là cái vấn đề là vì chúng ta quá chú trọng vào cái vấn đề mà ăn uống, chúng ta không có cái thời gian để mà chúng ta học tập thực hành giáo pháp. Cho nên đó, ba cái giới sau này nhằm để giảm thiểu cái sự dính mắc trong cái dần vật chất tài sản ở thế gian. Nhiều khi lúc đầu có mấy lần mà sư được mấy thầy mời lãnh đi ra Bắc để mà đi du lịch, để mà tham quan ở trên những cái
ở trên chùa Đồng, ở gì đó, ở Yên Tử. Quý vị biết không? Mình thì mình sống mà lúc đầu mà mình nói là buổi chiều mình không ăn, mấy ông thầy không có tin. Ôi, trời ơi, sao mà sư nói sư ăn có bữa trưa không rồi, mà sao mà sư ta thấy sư cũng tốt tướng quá mà. Nhưng mà trải qua là 20 ngày chuyến đó, đi đi tới 3 tuần nữa, tại vì đi tham quan đến nhiều chỗ đó, nào là ghé ở Phong Nha Kẻ Bàng, rồi mới đi ra Quảng Ninh, thì lên Yên Tử, rồi đi lên Lào Cai, Sa Pa, rồi đi về Hà Nội. Hà Nội mới là bắt đầu chương trình, là bữa đó là còn tính ghé chùa Hương nữa nha, nhưng mà có cái sự việc nó không thuận tiện cho nên là đi trở về. Thì đi cũng khoảng 3 tuần đó, mình cùng sống chung, ở chung, ăn chung với mấy ông thầy đó. Thì trải qua vậy mấy ông mới tin. Mới đồng nói ông không tin đâu đó. Ông nói sao? Sao sư hay quá, tụi con ăn ngày 3-4 bữa ra, mà có nhiều bữa buổi tối, tối 8-9 giờ tối thấy còn sốt ruột, còn kiếm kiếm gì ăn là hoặc ấy. Là sư sao hay quá đó. Thành ra đó, có đôi lúc đó, chúng ta ăn vì cái thói quen của phiền não thúc đẩy, rồi mình dính mắc vô đó mà mình không hay. Thành ra mình giảm thiểu, mình hạn chế từ 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 thì mình sẽ thoát ra. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những cái người mà họ nghiện thuốc lá, thì thật ra cái thuốc lá nó đâu có bổ béo gì đâu, nhưng mà tại sao người ta từ bỏ không được, người ta đổ thừa nó có cái sức cám dỗ thế này thế kia. Nhưng mà sự thật ra đó, nó không phải cám dỗ, mà tại vì cái tâm của mình, cái tâm mình nó đắm trong cái chất đó đó rồi hả, mà thiếu thiếu là không chịu không rồi cầm điếu thuốc coi nó mới là ra dáng ra vẻ thế này thế khác, rồi là nhả khói phun mây rồi cái nọ đó, rồi nó lân lân này cái nọ. Nhưng sự thật ra đó, cái lân lân đó nó cũng có tác động một phần của cái vật chất, cái nicotine, nhưng mà tại vì cái tưởng mình nó vẽ vời ra nữa thành ra mình dính vô đó, không? Mà nếu mà mình có sự nỗ lực, mình cố gắng mình thấy nhàm chán, nó cũng đem đến gì cái lợi ích gì đó, không? Mà rồi nó còn gây ra cái tác hại, cái bệnh nữa đó. Thì hồi còn trẻ thì cũng vì sống ở trong cái thế gian mà mình cũng đắm nhiễm trong đó, nhưng mà mình biết thì mình sẽ vượt ra được. Thì cái ăn cũng vậy thôi đó, thành ra mình cố gắng mình sẽ thoát ra cái sự cám dỗ của nó, thấy không? Quý vị thấy ăn là chỉ để nuôi mạng thôi, nhưng mà không được phải bề bài biện cho nó đẹp phải trang trí như thế này thế kia cho nó hấp dẫn chứ còn bài biện trang trí rồi cho nó đẹp, hồi nó vô trong bao tử nó có nằm theo thứ lớp, nó có trang trí lên đó. Tại vì mình thích thú như vậy, rồi mình bài biện ra thành ra có câu nói sao bài cho nó khó là khéo. Quý vị nghĩ đúng không? Ví dụ như mà đồ ăn nếu mà chỉ trơ trọi
thì thấy nó không có ngon. Phải có gia vị đầy đủ là hành, tiêu, tỏi gì đó. Rồi sao? Rồi phải thêm cái này, thêm cái kia, thêm cái nọ, cầu kỳ. Rồi sao? Ăn ăn nhưng mà cái mức độ cái tiêu thụ của cơ thể nó không hết. Rồi nó chất chứa trong đó, nó tạo thành những cái lớp mỡ, hay là hoặc là những cái tế bào nó phát triển không bình thường. Tại vì nó dư quá rồi. Nó dư quá rồi. Đó, cái lượng lượng tiêu thụ không bao nhiêu, nhưng mà cái dung nạp thì nó quá nhiều. Cho nên là cái cơ thể nó không có đào thải ra ngoài hết, cho nên là gì, nó thành bệnh đó. Thành ra đó, người ta mới nói là ăn tùy bệnh tùy khẩu nhập. Mình ăn mà mình không có sự hiểu biết, không có trí tuệ thì nó cũng đem đến cái bệnh tật. Ăn để thỏa mãn khẩu vị, để thỏa mãn cái thị hiếu, để chứng minh rằng tôi là cũng dân, là dân đại gia giàu có, tôi ăn thức ăn là toàn là ăn thức đồ thứ dân mà, ăn thịt bò cô bê, ăn tôm hùm, ăn cua đá gì mà 1 triệu 2 triệu một ký, ăn tôm hùm 1 triệu 2 triệu một ký, ăn thịt bò cô bê 1 triệu mấy một ký đó. Thấy không? Nhưng mà sao cái cơ thể mình nó không có tiêu thụ hết, nó chất chứa đó. Thành ra đó, khi mà mình phải thấy được là khi mà mình thỏa mãn những vật chất quá mức được, nó cũng là một cái cực đoan. Mà mình khổ hạnh đó, nó cũng là một cái cực đoan. Cho nên đó, chúng ta ăn vừa phải, vừa đủ cái nhu cầu của cơ thể. Thì ở trong kinh á, thì Đức Phật cho phép vị tỳ khưu buổi chiều uống những cái thứ nước trái cây hoặc là sữa. Nhưng mà đó có những cái sau này thì có những cái quốc độ đó, người ta đặt ra những cái điều luật mà nó không có nằm ở trong cái kinh điển của Đức Phật. Tại vì ví dụ như ở Miến Điện, là người ta chịu, người ta không có cho uống sữa, không có cho uống sữa, uống cà phê, uống nước trà. Thì mình cũng không hiểu được cái nguồn gốc nó từ đâu. Nhưng mà sao? Nhưng mà họ cho dùng ở bên Miến Điện nó gọi là cái cha tú má đú đó. Thì cái cha tú má đú này nó làm từ cái gì? Từ cái đường thốt nốt, rồi dầu mè, rồi một cái số cái gì đó. Rồi họ đem họ xào, họ ngào lại. Thì những cái vị hành giả mà chư tăng đó, thì buổi chiều họ dùng cái đó, nhưng mà họ không có cho uống sữa, họ không cho uống cà phê, uống trà, nó lạ vậy đó, không? Thành ra thì thôi, tùy theo cơ thể. Nhưng mà đó, cái cơ thể xưa thì buổi chiều ăn ba cái cha tú ma đú đó vô, nó bị không có tiêu hóa được, nó bị no hơi. Nó sình bụng. Thành ra đó, thôi. Ở lúc đầu á, chiều mình cũng làm miếng, nhưng mà mình thấy ngồi thiền cho nó bị tức ngực, nó đau bụng quá, tức hơi quá, nó không có thở được, cho nên thôi thà chiều uống nước lạnh. Còn có khi thì chiều người ta làm nước mía, nước chanh, nước cam. Tùy theo cái thí chủ
mà để bát trong ngày đó đó, nếu mà người ta muốn làm đầy đủ thì buổi chiều người ta làm mà ấy. Mà quý vị biết mà, đi mua nước mía ở bên Miến Điện là cũng vất vả à. Thành ra để hạn chế thì mình có thể mình không dùng. Còn quạt lá khi mà mình uống thuốc à, khi mình uống thuốc mà bây giờ mình không có một cái chất gì đó để mà nó giảm bớt được cái cường độ của thuốc đó, thì nó sẽ gây tai hại à. Bây giờ uống ba cái thuốc mà giảm đau nè à, thuốc cảm nè à, uống ba cái Tylenol, paracetamol hay là những cái thuốc mà để giảm đau rồi đó, nếu mà không có đó đó, không có cái gì để mà giảm bớt đó, thì nó sẽ gây gì? Loét bào tử à. Cho nên á, mình có thể mình uống chút nước bột gì đó à, mình có thể uống nước chút trái cây à, hoặc là uống chút sữa, nó không thành vấn đề. Bởi cái phạm giới hay không phạm giới là do cái tác ý của mình à. Có trường hợp quý vị biết là cái thuốc tể mà cái thuốc bát vị đó, đó thì sao, là cái chất thuốc, nhưng mà cái thuốc này thuốc bổ không à. Rồi cái chiều có bụng quá thôi, thay vì đó là ông thầy cũng dặn uống có một viên này. Thôi đó bụng quá làm 5-6 viên đó. Thành ra ở đây cái phạm giới không phạm giới là mình xem xét chính mình à, mình dùng cái này nó với cái tâm gì à. Nếu mà mình dùng với cái tâm mà để trị bệnh thì phải có cái hạn lượng à. Còn nếu mà mình dùng với cái tâm phiền não thì mình mới phạm đó. Cho nên á, cái phạm giới không phạm giới là tùy theo à, mình có cái sự dính mắc à, mình có sự à, để mà thỏa thích trong cái điều kiện đó hay không à, đó. Còn cái vấn đề mà thí dụ như bây giờ á, mình không thể tách rời cái xã hội, cái thế gian à. Có đôi lúc mình cũng xem tin tức để mình biết à, để biết để mình tránh, đúng không? Đó. Nhưng mà đó, cái vấn đề mà ngăn ngừa ở đây là gì à, mình xem cái tin tức này với cái tâm si mê à, rồi tối ngày mình bàn bạc thảo luận à, về các cái pháp thế gian à, tại sao nó làm cho cái tâm mình nó bị cuốn hút vô trong những cái pháp thế gian à, mình không có à. Quý vị thấy rằng á, ở Ấn Độ, ở Miến Điện, ở Thái Lan à, người ta vẫn có hát à, những cái tuồng tích nói về à, công hạnh của Bồ Tát à, à, trời ơi người ta ở à, một lần mà sư ở bên Miến Điện á, à, khi mà người ta ở bên này mình nói là ta làm xong cái tháp bảo tháp rất là lớn à, rồi có những cái đoàn hát họ về họ hát 3 ngày 3 đêm luôn. Nhưng mà ta hát gì? Ta hát về cái tuồng tích à, nói về cái những cái công hạnh của Bồ Tát khi mà thực hành các cái pháp độ à, thì cái hình thức nó là hát à, nhưng mà cái mục đích của nó là gì? Để truyền bá à, để chuyển tải những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh à, thì như vậy cái này nó đâu có phạm giới ha. Còn ví dụ như mình hát về cái những cái tuồng tích của thế gian à, yêu đương say đắm tình
ái rồi gì đó, thì cái đó nó lôi cuốn để chúng ta dính mắc vào những cái pháp thế gian, để chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sai đắm, đắm nhiễm ở trong cái đó, thấy không? Thành ra đó, cái phạm giới hay không phạm giới mình phải coi lại cái tác ý mình. À, ví dụ trường hợp bây giờ mình xem tin tức, nhưng mà bây giờ nó ác lắm, thấy không? Vì cái lợi lộc, đâu phải nó nói tin tức không cho mình nghe, nó nói 5-3 phút cho nó xem vô quảng cáo, quảng cáo, rồi nó ca, nó hát gì đó. Thì cái mục đích quý vị là gì? Xem tin tức chứ không phải mình mở nhạc lên mình nghe. Nhưng mà bây giờ á, là cái điều này á, là điều mình bị bắt buộc, chứ không phải mình chủ động, phải không? Đó, nó xem để gì? Nó quảng cáo, nó ăn tiền đó. Cho nên là mình đang nghe tin tức ngay giờ, muốn biết bệnh tật đồ này kia nó như thế nào đó. Nhưng mà nó phải xen vô, chứ nếu mà quảng cáo không ai coi. Thành ra mình phải hiểu, cái này là cái điều tôi đâu có mong muốn đâu, đâu phải tôi mở nhạc lên tôi nghe đó. Thành ra quý vị biết rằng Đức Phật dạy nhau cố ý, cố ý thì mới phạm giới, cố ý mới là tạo nghiệp đó. Thành ra bây giờ mà mình đi lại bác sĩ, mình nói trời ơi, bác sĩ ơi, tôi bệnh quá thế này thế kia, ổng dặn là bây giờ cái thuốc này nè ăn no mới uống nha, sáng cử, trương cử, chiều cử. Nhưng mà bây giờ buổi chiều mà không có ăn cái gì mà uống ba thuốc này vô rồi nó tàn phá bao tử, nó lét, nó bị thế này thế khác, còn nguy hiểm hơn nữa. Thì bây giờ cái này mình đâu muốn đâu, phải không? Cho nên là mình có thể dùng chút nước bột, dùng một chút sữa, dùng một chút nước trái cây đó, rồi mình để cho nó cản trở bớt cái sự công khóa của thuốc, để mình có sự an ổn, để mình tu tập đó. Thành ra đó, cái phạm giới không phạm giới mình phải xem xét lại cái tác ý của mình, chứ không phải cái gì cũng phạm giới, cái gì cũng phạm giới. Thành ra đó, cái giới là nó để cái sự ngăn ngừa, sự kềm chế, giống như cái xe, cái xe mà nếu mà nó chạy quá nhanh, thấy không, thì nó cũng nguy hiểm. Có cái thắng để mình kềm chế lại. Anh Nam thấy rằng nếu mà cái xe mình sợ, bây giờ mình sợ gây tác hại kia, mình đạp thắng cứng nhắc thì xe làm sao nó chạy, thấy không? Mà bây giờ mình chạy mà buông hết ra thì nó đem đến cái sự tai hại, chết chóc, tai nạn đủ thứ đó. Thành ra đó, Đức Phật nhớ, quý vị nhớ rằng Đức Phật dạy cái con đường trung đạo, mình không có thắng cứng nhắc, nó cũng là cực đoan, mà mình buông thả, mình chạy xả ra thì cũng là cực đoan. Cho nên á, mình thấy nếu mà nó cần phải giảm bớt thì mình phải giảm bớt. Còn nếu mình cần xét thấy là phải có cái sự hỗ trợ thì mình sử dụng đó. Thành ra cái giới là Đức Phật chế định để mà chúng ta có sự an ổn tốt đẹp, chúng ta không nên quá chấp thủ vào giới. Đó, có vị thì khu ổng thấy Đức Phật trong cái tạng luật á, quá nhiều cái giới, 227 giới, nhiều quá, giữ không được, thôi về
về cư sĩ giữ năm giới tốt hơn. Hả? Thành ra Đức Phật thấy cái nhân duyên đó mới hỏi, hỏi giờ giữ một giới được không? Ông nói dạ một giới con giữ được. À, giữ cái tắc ý của ông á. Giới ở đây để ngăn ngừa những cái điều bất thiện, để phát triển những cái điều thiện, thấy không? Thành ra đó, khi nào mà ta muốn thụ hưởng những cái vật chất đó với cái tâm bất thiện là phạm giới, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình sử dụng những cái vật dụng này nè, vừa đủ vừa phải là cần thiết để tạo sự an ổn để tu tập, thì như vậy mình sử dụng nó không phạm giới, thấy không? Đó, cho nên á, chúng ta đừng có sợ phạm giới, mà chúng ta sợ phiền não và những cái tác ý xấu nó khởi lên trong nội tâm của chúng ta, đó, thấy không? Có những chứng bệnh ông thầy cũng bắt phải dùng cái thuốc rượu. Quý vị biết là khi mà dùng cái thuốc rượu đó, đó, tại vì có những cái dược liệu đó nó phải ngâm với rượu à, để nó có cái tác dụng nó mới hữu hiệu đó. Thành ra bây giờ mình nói thôi giờ uống rượu cũng được à, nhưng mà cái đó là với cái tác ý là mình dùng thuốc. Thì quý vị uống thuốc ở đâu có nhiều, thấy không? À, chừng một muỗng, hai muỗng gì đó thôi, thấy không? Còn mấy cha mà nghiện rượu thì nó quất chai này chai nọ, à, quất cho tới mà té lên té xuống thì nó khác. À, thành ra mình đừng có, mình đừng không phải vì cái giới mà mình bỏ đi những cái phương pháp để mình trị bệnh à, đó. Cho nên mình phải biết là chúng ta sử dụng nó như thế nào, ý gì với cái tâm thiện hay là bất thiện à. Thì nếu mà chúng ta sử dụng với cái tác ý của phiền não để thỏa mãn à, của phiền não á, thì phạm giới, và cái tác ý bất thiện thì phạm giới. À, còn nếu mà chúng ta sử dụng để à, nhằm có sức khỏe để an ổn để tu tập à, trong cái chừng mực à, sử dụng thuốc thì như vậy nó có phạm giới à. Và nhớ rằng Đức Phật dạy cố ý là phạm giới à, mình cố ý mình mở lên mình nghe nhạc nè, mình cố ý mở lên biết tới giờ đó là có phim gì đó mà mình thích à, hồi đó ở nhà à, có đứa em hôm đó à, hay chơi đang truyền hình nó đang chiếu cái bộ phim mà cô dâu 8 tuổi vậy mà nó ghiền cái bộ phim nó dữ lắm à, hả tới giờ đó là nó phải mở lên là nó coi à, ai coi gì coi là giờ đó là nó ấy hết, bây giờ phải để nhường cái giờ đó cho nó coi cái bộ phim cô dâu 8 tuổi vậy. Thấy không? Thành ra đó cái gì mình dính mắt chứ cái phiền não mình cố ý mình coi như vậy nó mới phạm giới à, còn ví dụ mình coi tin tức, mình xem tin tức mà bây giờ nó xem vô quảng cáo rồi nó ca nhạc nó múa nó hát như tùm lum la đó, thì cái đó mình đâu có, mình đâu cố ý đâu, thấy không? Thành ra mình phải hiểu để chúng ta đừng có tạo hối, đừng có phân vân, đừng có hoài nghi về vấn đề mà mình phạm giới hay không phạm giới à. Đó, thành ra nhớ là khi nào cố ý
à, với cái tác ý của phiền não là chắc chắn 100% là mình bị phạm giới đó. À, còn nếu mà chúng ta sử dụng giới một cái mục đích tốt đẹp để gìn giữ sức khỏe, để có sức khỏe, để tu hành, à, sử dụng với mục đích là thuốc, à, nó có chừng mực, à, nó vừa phải, à, thì không không có đó. Đó. Bây giờ mình già lớn tuổi rồi, có nhiều khi bây giờ á mình nằm ở những cái vật mà nó cứng quá, à, thì sao, thì nó cũng cơ thể nó cũng khổ. À, hồi đó còn trẻ thì da thịt rồi nó còn nhiều, còn bây giờ là già cả lớn tuổi rồi, à, bây giờ xương không nè, lăn qua trở lại là gì, bắt đầu cái xương nó cấn ở dưới dán dưới giường nó đau quá, không đó, thành ra chúng ta có thể trải những cái lớp vải mềm, hay là hoặc là những cái niệm nó mỏng thôi, à, đó, còn người ta thì người ta phải dùng cái niệm nó dày, nó êm ái, à, rồi phải trong cái phòng đó là phải xịt nước hoa rồi cho nó thơm đó, à, đó, thì khi mà mình dính mắc với những cái đó đó, mình đi tới chỗ khác mà không có đó mình ngủ được, à, là tại sao cái đâm tâm mình nó đấm nhiễm trong đó. Mà khi mà đấm nhiễm đó thì nó là cái sự cản trở, nó là cái sự trói buộc trong cái vấn đề mà thụ hưởng vật chất. Còn bây giờ mình lớn tuổi rồi, à, bây giờ mình không có dễ mà nó ngăn cách cái xương của mình với cái mặt giường ấy. À, nó cấn, nó đau đó. Thì mình ngủ nghe không được, thấy không? Thì nó khác hai cái một cái là muốn, còn cái là cần, vậy đó. Khi mà mình thấy xét thấy cần phải có những cái điều kiện để mà giảm thiểu cái sự khổ đau của thân, nó có sự an ổn để mình tu tập thì mình sử dụng, thấy không? Đó, ví dụ như bây giờ khi mà mình ngồi thiền mình cũng có lúc mình cũng phải sử dụng những cái miếng nệm để mà nó có sự an ổn, bớt cái sự cánh của cái xương đối với cái nền nhà hay là hoặc cái ghế đó, mình sử dụng đó. Còn khi mà mình nằm mà mình muốn thỏa mãn trợ nằm cái giường vì không có niệm sao nằm được, cái niệm gì nó mỏng lét không có sao nằm được, à, cái phòng gì mà không có máy lạnh sao nằm được, sao ngủ được đó. Thì sao mình dính mắc với những cái điều kiện vật chất, à, ở bên ngoài. Mà nếu mà chúng ta lệ thuộc phụ thuộc vào những cái điều kiện vật chất thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. À, còn bây giờ kể, à, chúng ta dùng những cái điều kiện nào đó, à, bây giờ không có niệm, à, mình lấy rơm rồi cái đó, thành ra Đức Phật nói đâu, à, vị tỳ khu ngồi ở trong đống rơm, ngồi nhà trống, à, nhưng mà điều quan trọng là gì, để mình có cái trú xứ cho nó ổn định để mình tu tập, à, ra mình phải xem xét để mình hiểu, à, phạm giới, không phạm giới là do cái tác ý của mình, à, sử dụng những cái vật chất này với cái mục đích gì, à, và chúng ta sử dụng nó với cái tâm trong sáng tốt đẹp hay là sử dụng nó với cái sự sai khiến của phiền não, à, thì như vậy thì mình sẽ thấy mình có phạm giới không phạm giới, à, để tránh đi cái sự trạo hối hoài nghi
Nó cũng là một cái pháp để mà cản trở cái sự tu tập. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thấy Kim Nhung không có cầm mic mà đã chat lên là xa thú kính tri ân sư rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Châu Hoàng ơi. À, Nhật Quỳnh thấy Châu Phan vào được đạo tràng có những câu chát rất là hoan hỷ. Câu chát, Châu Phan có thể cầm mic được không? Châu Phan, Châu Phan cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Châu Phan cầm mic được không? Alo, alo. Châu Phan cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Mất tiêu rồi. Ồ, Châu Phan nói còn bị mệt à. Ngồi chát thôi phải không? Dạ, vậy thôi được, cứ ngồi nghe đi. Chừng nào mà thấy khỏe thì cứ cho tín hiệu Nhật Quỳnh sẽ nhường mic nha, để cho Châu Phan lên nói vài lời với đạo tràng. Tại vì trong đạo tràng Phật giáo Nam truyền này, hôm trước Châu Phan có nhờ Nhật Quỳnh bạch, có bạch với quý ngài. Ồ, còn thở máy luôn á hả? Wow, còn thở máy mà cũng cố gắng vào đạo tràng. Wow, xa thú lành thai. Ồ, vậy đó ha. Mà giờ nó cho, bệnh viện nó cho về nhà phải không ha? Nó cho đem máy về nhà thở hả? Wow, hồi sáng đó ở lớp Bích Thách Thăm Má đó, có vài vị thấy Châu Khoan chát lên đó, thì những vị đó nói với Nhật Quỳnh, ồ, mừng quá. Châu Phan chắc lên được như vậy là Châu Phan đã khỏe rồi. Dạ, nhưng mà không sao, rồi cũng khỏe thôi phải không? Đã được về nhà rồi thì đã khỏe rồi. Dạ, hôm trước Ngài Trí Đức có mở khóa kinh cầu an và đạo tràng cũng thành tâm chiêu phước đến với Châu Phan. Rồi, mời Châu Phan nha. Hello, hello. Dạ. Em cũng rất là mệt. Con đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con chào các bà tu nữ cùng các chư thiền hữu, các cô tu nữ. Với lời chúc thân thật, là chúc tất cả đều an vui, sức khỏe. Đối với con bây giờ là sức khỏe là rất là vô cùng quan trọng. Con bị COVID-19 tấn công. Con phải nằm trong hồi sinh đó, là 2 tháng rưỡi, 2 tháng. Rồi con nằm hồi phục đó, 1 tháng. Bây giờ này con cũng còn bị hé bịch đó, là vô cái... trung tâm mà nó điều trị trở lại bình thường á, nhưng mà con nhớ nhà với con muốn về nhà, con năn nỉ bác sĩ cho con về nhà. Nằm 2 tháng á, thì gia đình cứ tưởng là mất rồi, cũng may nhờ là Tâm Bảo chứ có thằng em nói thẳng nha, cũng cảm ơn em. Em Út á, nó là bác sĩ,
nó theo dõi cái tình trạng của con, nó họp bác sĩ với nhau, 4-5 người bác sĩ, nó theo dõi con lúc mà con bị ngất á, nó cho con tất cả những loại thuốc quan trọng, với nó truyền tất cả những cái gì quan trọng mà về cho con sống lại á, còn nếu không chắc cũng mất rồi. Thôi thì những lúc mà trông trọng á, cái này nó cũng như tâm sự á, lúc mà mình cái tâm mình lúc mà mình mở mắt không, mở mắt ra không có nói được, nhưng mà muốn niệm tam bảo thì có niệm nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, niệm đó rồi xin giới quy tam bảo, làm được vậy thôi chứ được. Lúc đó là người ta, con muốn nói, người ta để cái máy ngay cái cung họng con á, để cung họng con nó đục cái lỗ kế bên cung họng á, nó truyền cái những cái cần thiết cho con sống. Em cũng cảm ơn chị Như Quỳnh cho em cái giường em nằm với em ngồi. Em rất cảm ơn với sự tốt, vậy nói tốt bụng của người chủ. Mà nếu mà không quen chị chắc em không có được cái giường này. Em rất cảm ơn. Con cũng tri ân tư tôn đức. Trung Đức ở bên Việt Nam cũng có, con nói là sư pháp Đăng cũng có trì chú với con. Mấy chư Đăng biết con á, qua bên Mỹ này không biết con này, Đăng thương tưởng con, từ trí con. Còn ở bên đây có cái chùa, mấy cái chùa cũng như là sư Tịnh Đức nè, sư Châu á, cái tên là Đào Ngọc Châu. Sư thương con lắm, sư cũng nhỏ tuổi hơn con, cũng 7 tuổi, 5 tuổi vậy. Khi con mà thức dậy, con nhớ đến sư. Tại năm 1996, con với sư hai người dự khóa thiền của Thích Ca Thiền Viện Cali. Nên ra con về mái gia đình con còn sư xuất gia, nên thấm thoát đã hơn 26 năm. 24 năm rồi. Con nhớ anh sư, con gọi cho sư, con nói gia đình con đánh, con biên tờ giấy lên ít úp trên cái màn ảnh á, nói là gọi cho sư. Sư nói đâu biết sư, anh Châu bị gì đâu, sư đi trì chú, sư nói sư hành thiền xong rồi sư hồi hướng rồi ngày kim chịu nữa. Sư Tăng bên đây cũng thương con, cái chùa Thái Lan á, con cũng giúp xây chùa á, người ta cũng muốn đến thăm con lắm nhưng mà gia đình không cho, tại vì rủi ro gì. Chư Tăng bệnh á, con bệnh không nói gì chứ, Chư Tăng mà bệnh á chắc chết quá. Thường thường á là cái bệnh này á, 10 người vô á, phải nói à, 10 người vô mà bị ngất á, bị ngất tức là trong vòng mà lúc mà con vô á, thì không có bị ngất, nhưng mà trong vòng 3 tháng con bị ngất, con hôn mê á, nếu mà nói là trong tích tắc đó mà không có giúp con á là con nó mất rồi, con mất rồi ngay lúc đó rồi. Nhưng mà sau lúc mà con vừa ngất á, con vừa mê bắt đầu mất cái bản xạ là sống á, con nghe cái lỗ tai con á, là nhiều người lắm nói đục cái lỗ nghe họng đó, nói là gì nó lớn lắm, nói đục cái lỗ nghe họng nó mới được. Ai nói làm đi nói này á, nói tiếng Mỹ. Cái hồi đó lúc mà con thức dậy á, 2 tháng sau con chờ cái lỗ qua bên họng, nếu mà không có lỗ đó là cái máy thở bằng buồng phổi là con mất rồi. Tôi nhìn trong những ngày nằm
để mở mắt ra thấy quả thật là vô thường thiệt. Bây giờ thấy rõ ràng luôn, vô thường. Vô thường này không phải thấy như Đức Phật, con xin lỗi hoàn toàn nha, nhưng mà thấy cuộc sống của mình là vô thường. Con đâu có ăn nhậu, không có hút thuốc, không có gọi là giới giới mà đàn ông mình gọi là chơi cờ bạc bụ chè hút thuốc, con không có dưỡng vô cái chỗ nào chưa. Con là anh nổi đến đời cái ngày về hưu luôn, 62 tuổi đủ tuổi về hưu, con về hưu, nhưng mà con ngờ con bị bệnh vậy. Thì bây giờ chỉ nghĩ là ở nhà có đứa cha, có đứa con bà chị, con gái nó đẻ con trai, con nói bây giờ con với thằng đó bằng nhau. nó đẻ lúc mà con 2 tháng trước khi con cũng bệnh, nói giờ thằng đó là anh con. nói gia đình giỡn vậy, giờ con em như thống lại với cái sự ước nguyện là những gì con có hiện tại, con sẽ giúp đỡ chư tôn đức tăng. Cái ngày nào mà con không làm được đó, thì con nói với bản thân con là cái ngày đó nên chết đi, nên chết, tại mình không có làm cái tròn cái bổn phận mà hộ trì Tam Bảo đó, thì mình nên chết. Còn sống á, ngày nào thì phải nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến Tam Bảo thứ nhất, cái thiện hạnh mình phải thực hiện. Nên cái lúc mà con nằm bệnh viện, con nhớ con cúng dường mỗi tháng á, cho chùa á, cho 6 chùa, không phải con kể công nha. Nhớ đến cái bố thí của mình, con hỷ lắm. Mình làm á, nếu mà mất chư tăng, nói cái người mà hộ trì Tam Bảo á, cúng dường Tam Bảo á, là khó. Cái cảnh mà vô 4 cảnh khổ á, cũng bị chặn bớt một phần. Nên con nghĩ là nếu mà chết ấy, thì cũng không sao. Dạ, cũng không sao, tại vì thứ nhất á, mà lúc đó nghĩ á, mỗi lần con nghĩ cái gì á, nghĩ lung tung á, con nghe của giáo pháp của ngài Kim Kiều á, nói là hiện tại thôi, thì con bỏ hết tất cả, bỏ xuống tất cả những cái gì suy nghĩ kiếp tới hay là gì, hay là làm phước nọ, không nghĩ nữa, mà theo dõi cái hơi thở, nghe cái mũi á, và nghe mũi thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô, thì nó tự nhiên nghe con nghĩ vậy á, con thực hành á, con nằm ngủ, con nằm ngủ. Nên ra 2 tháng đầu á, con không ngủ được, tại vì nó phê quá đi, thuốc này nọ, con thức, ngày này qua ngày kia con thức. Con nói em con á, phát đĩa nói, anh 2 tháng mấy rồi anh không ngủ được, nhắm mắt là mệt thôi, nhắm mắt vậy thôi, mở mắt đi đếm giờ từ giờ, nó phải gì rồi phải chích thuốc cho anh, chích thuốc gì cho anh uống thuốc, chứ không rất là nguy hiểm. Cho nó nói mấy bác sĩ thăm anh á, tôi nói tao có nói nhưng mà tao thấy nó uống không có phê. Nó nói gia đình nó, tại anh Châu nó nói theo cái kiểu là bác sĩ đó, nói là tại anh á, hồi trước giờ anh không có gia chạm cái vụ mà bệnh, thấy không, nên bây giờ anh gia chạm anh bị khủng hoảng, mà mai anh em đông, nó đùa với gia đình của anh em, ông chết rồi ông để tiền bạc lại cho ai vậy. Vậy em hỏi giỡn vậy. Mà đó con nhớ, con cũng không có tiếc hối vậy. Con nói mình làm á, ít nhất mình sống ra đời trần truồng, nhưng mà bây giờ mình mất đi, mình để lại cái phần tài sản á, thì ít nhất cũng có người xài à, chứ hơn nữa mình đã biết cúng dường Tam Bảo à, nên mình đâu không hối tiếc. Thôi vài lời tâm sự à,
con vẫn còn thở máy á, con mua cái máy nó tự động nó oxygen cho con thở. À, con hiện giờ trong nhà đi đứng á, thì không có ở bình thường được. Con mất cái ngày mà con vô bệnh viện, đến ngày con ra, con về nhà con đứng lên cái bàn cân á, gia đình nói đứng lên bàn cân á, con mất 52 pound á. Dạ. Bây giờ em ốm lắm. Cái size quần hồi trước là 39, bây giờ size quần có 32. Ông bác sĩ, ông bác sĩ với nhà gia đình đó, lúc mà ra khỏi bệnh viện rồi đó, mấy ngày sau bệnh viện kêu ông phải khám xét cho con. Thì ông khám xét nó sao anh ốm quá vậy, ông đâu biết con ở bệnh lâu gì đâu. Nó con ở 3 tháng trọng trọng. Nó 3 tháng mà anh về được là anh cũng hay á. Bây giờ con cười chứ con không biết nói làm sao. Thôi vài lời chân thật hồi hướng đến chư thiên Long Vương hộ thần hộ pháp, các bậc chư thiên trên cõi trời, hồi hướng đến cái phước chân thật này á, đến ngày hậu giá, ngày Xích Minh Châu, các chư hiền đức tăng là quá giảng, các ngài ở đâu á, ở cảnh giới nào các ngài cũng thương tưởng chúng con. Hãy khuyến tấn hàng đệ tử của chúng con luôn 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 có đức tin chiến xa và gần bạn lành, tinh tấn nỗ lực trên con đường tu tập, hầu sớm được giải thoát và giác ngộ. Nếu một ngày nào đó cái thân tứ đại này mất đi, nói theo đạo pháp cũng nguyện là được làm phân bón cho đất, để cho những nụ hoa được tươi sáng, làm cảnh đẹp cho thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Hà Giá. Con bỏ mức lại nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Châu Khang rất là nhiều. Và Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng, Nhật Quỳnh nhờ nhìn thấy quý vị trong đạo tràng cũng như thượng tọa Pháp Thanh rất là xa thú với huynh, và luôn chúc huynh lúc mà luôn thượng Châu Phan có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, con với Châu Phan thì con lớn hơn Châu Phan một chút, nhưng mà Châu Phan là lúc nào cũng khiêm nhường lắm. Dạ. Lúc nào cũng chị em ngọt sớt à. Dạ, mà con đã từng gặp Châu Phan, gặp không phải một lần mà gặp rất là nhiều lần ở đây. Và đối với Châu Phan thì con xin phép thượng tọa Pháp Thanh ạ. Dạ, xin giới thiệu Châu Phan một chút, tại vì con rất là hoan hỷ với phước báo của Châu Phan, nên con xin phép được giới thiệu Châu Phan một chút. Là Châu Phan là một người rất biết tạo phước và là đệ tử của ngài Hậu Giác, và biết nghe lời ngài để tạo được những cái thiện pháp cúng dường tâm bảo hoặc ủng hộ chư tăng. Và cái điều này thì con thì thua xa, dạ, phải nói là con thua xa Châu Phan nhiều lắm. Dạ. Năm nào coi như là như lại Châu Cấp Hết. Dạ, đại khái ví dụ như ở đây số mấy chùa Thái Lan thì coi như là không phải cũng hàng tháng mà cũng hàng ngày luôn, hàng tuần luôn. Dạ, và con cũng đã được Châu Phan chở đến cái chùa đó luôn. Còn thuốc và lãnh thuốc về thì coi như là dân chư tăng ở Việt Nam rất là nhiều, và con là cái người chuyển tải những cái thuốc của Châu Phan để dân đến với chư tăng. Dạ, nên mặc dù thật sự bây giờ Châu Phan nói thì con mới nói luôn, đâu có năm nào mà con về mà con không phải đóng phạt đâu. Con đóng phạt rất là nhiều, nhưng mà Châu Phan gửi thuốc là con cũng nhận thôi, không có nói gì hết. Giống như Châu Phan có thuốc, có công, con thì góp một chút nhưng mà tịnh tài của mình để đem về dân chư tăng, và góp một chút công nữa để đem về dân cho chư tăng. Anh ta cứ đóng thùng gửi về
bằng đường máy bay trước nha, trước khi con về. Chứ còn con mà đi về, con cháu đông, rồi lại quý sư cũng đông, có những cái thứ mà mình không thể vận chuyển bằng đường máy bay 5-10 ngày, mười mấy ngày mới tới Việt Nam, nên phải tự tay con đem về, thành ra lúc nào cũng phải dự ký hết. Dạ, nên những cái hàng của Châu Tha khoan lành là con phải đóng thùng gửi về trước không, nhưng mà không sao, đây là con cũng học theo Châu Tha làm một chút thiện pháp. Dạ, con cũng xin tán dương Châu Phan. Dạ, và do phước báo mà Châu Phan đã tạo thì Nhật Bình mong rằng do phước báo này, như Châu Phan đã nói, thì dù mình còn hay mình qua đời thì mình vẫn nhớ phước báo của mình, thì Nhật Bình nghĩ rằng dù còn hay mất thì cũng yên vui. Dạ, nên là rất là hoan hỷ với Châu Phan. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính nhân mít đến từng tọa pháp thanh ạ. À, sư cho con, chúng con về ý kiến mà hôm nay con kính nhân mít đến đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, sa thú với những cái thiện tâm hiện sự mà chú Châu Phan và cũng như cô Nhật Quỳnh đã thực hành, thì thật sự ra khi mà chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, tất cả những cái thiện sự nào chúng ta có điều kiện, chúng ta thực hành tạo trữ những cái công đức phước báo rất là tốt. Thì quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng ta muốn làm mà mình không có điều kiện để làm, còn bây giờ mình có điều kiện thì mình phải ráng cố gắng, mình nỗ lực, mình phải thực hành. Thì sao? Kẻ công người của, phước báo đồng đều nhau cả thải. Thành ra đó, chúng ta cùng nhau góp sức để tạo được những cái thiện sự để phục vụ Tam Bảo, hộ trì, ủng hộ cho chư tăng, để mà chư tăng có điều kiện để mà tu tập tinh tấn an ổn, là một cái điều tốt đẹp, không? Đó, thành ra đó, trong đời sống có lúc chúng ta tạo rất là nhiều công đức, nhưng mà tại sao mà mình cũng bị bệnh này này kia? Tại vì những cái phước báo này mà mình mới tạo trong cái đời sống hiện tại này, còn những cái gì mà mình đang nhận lãnh là những cái nhân mà mình đã tạo từ quá khứ. Cho nên là nếu chúng ta hiểu biết, thì hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc, Ngài cũng dạy, Ngài nói mình càng khổ thì mình phải càng phải tạo phước thật là nhiều, thì mình sẽ hết khổ. Chứ mình đừng có gì mình thấy sao mà tôi làm phước dữ lắm chứ, mà sao tôi cứ bệnh hoài, tôi cứ khổ hoài. Đó, thành ra đó mình phải hiểu cái lý nhân quả. Cái mà mình tạo trong hiện tại này đó, nó chưa có trổ quả, mình mới gieo xuống mà. Còn cái lúa mà mình xúc, mình xay gạo để mình ăn trong hiện tại đó, mình đã làm từ lâu rồi. Cho nên đó, bây giờ mình muốn chuyển nghiệp, mình muốn giảm thiểu những cái khổ đau, thì mình tránh là cái bất thiện, mà mình phải làm thật nhiều những cái điều thiện. Thì như vậy đó mình sẽ hết khổ. Còn những người mà họ không hiểu biết,
cái khổ đau trong hiện tại này, rồi bây giờ mình còn lún sâu trong cái bất thiện. Mình tưởng là mình tạo những cái của cải vật chất trong đời sống này để mình bớt khổ, nhưng mà bằng cái không đúng chánh pháp, cái phi pháp thì sao? Thì khổ càng lún sâu vô khổ đau nhiều hơn. Hiện tại mình đã kém phước, mình đã ở chỗ tối rồi, bây giờ mình càng tạo những cái bất thiện nghiệp thì mình càng lún sâu vào cái chỗ tối hơn. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta nỗ lực, cố gắng trong điều kiện mình có thể làm được, trong cái sức khỏe, trong cái trí tuệ mình, thì mình càng cố gắng, mình nỗ lực thì sẽ đem đến cái sự an vui, và mình sẽ giảm thiểu cái khổ đau của kiếp sống trong thế gian này, thì mình sẽ đem đi dần đến cái hết khổ. Thì cũng xin tán thán quan hỷ với cái những cái phước báo, những cái thiện sự của chú Châu Khoan cũng như cô Nhật Quỳnh đã tạo, thì chúng ta càng nỗ lực hơn, tạo trữ những cái pháp thiện nhiều hơn, thì chúng ta sẽ đi đến sự an vui tốt đẹp. Chính cái phước báo nó là hành trang, nó là thân bằng quyến thuộc, nó là nhân, là duyên trong nhiều kiếp sống tương lai của chúng ta. Cầu chúc chú Trong Khoan sẽ sớm vượt qua những cái bệnh tật nhờ cái sự hỗ trợ của phước báo mà chú đã tạo, và cầu chúc chú mau bình phục để có điều kiện để mà nỗ lực thực hành thêm nhiều những cái thiện sự. Và cũng chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân những lời chỉ dạy của sư rất là nhiều. Dạ, rất là sa thú lành thay. Và bây giờ trong đạo tràng có vị nào có muốn chia sẻ hoặc hỏi câu hỏi của trong bài học của Thượng Tọa Pháp Thanh thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn tới 15 phút. Dạ, cảm ơn Thiền Vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, có vị nào không? Có vị nào có ý kiến gì không? Cho Nhật Quỳnh biết đi, cần mít Nhật Quỳnh nhường mít nào. Hữu Biển chạy vô, rồi chạy ra, rồi chạy vào. Hữu Biển ơi, Hữu Biển có cầm mít không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Hữu Biển có cầm mít không? Hữu Biển ơi. Thôi bây giờ, mời cái vị mới nhất đi. Dạ, cái vị mới nhất là mà mới lên cầm mít đi. Để nói lời tri ân. Không phải không? Nói lời tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đi. Thay vì chát lên thì giờ cầm mít lên giới thiệu đi. Ngày hôm qua thì coi như mới mẻ quá, mình run, và chưa có giới thiệu mình với đạo tràng. Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ khi có một vị trẻ vào học, rồi Nhật Quỳnh hăng hoan hỷ lắm. Lý do là Nhật Quỳnh già rồi mới biết già rồi mới biết giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên thấy ai mà trẻ vào đạo tràng học lên Nhật Quỳnh rất là mừng, rất là vui. Dạ, nên thôi bây giờ mời Quang Thanh nha, giới thiệu coi tên là gì để Nhật Quỳnh kêu tầm bậy rồi nói ô cái cô Nhật Quỳnh này kỳ cục quá, tên ta làm gì mà kêu khác, phải không Phổ Biển? Phổ Biển mà có ở gần Quang Thanh hay Quảng Thành hay gì đó. Dạ, thì chỉ cho cầm mic rồi giới thiệu mình nha. Rồi, trong khi còn chờ đợi thời gian nè, để Nhật Quỳnh cầm mic thì nó rất uổng phí. Cầm mic đi để ngày mai có thể lên học bài, đọc bài, ngày mai học pháp cú. Mời Quang Thanh nha.
Chị Hậu ơi, chị bấm cái chỗ mít đó, hàng qua anh chị rồi chị giữ rồi chị trượt lên. Này là nắm mít nó đó. Được chưa? Chị nói em nghe được. Dạ nghe được không ạ? Dạ lại như gió. Dạ con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Sư Phụ Pháp Trang và các chư tôn Đức Tăng cùng với cô tu nữ và cùng Phật tử. Con tên là, con không phải con tên là Pháp Quang Thanh mà đó là pháp danh của con. Nên con tên là Hậu, năm nay con 40 tuổi. Con cũng mới tham gia để học Phật Pháp và cũng được sự giúp đỡ của cô tu nữ Phúc Hạnh và sư phụ Chính Ngạn và cùng các Phật tử, nhất là Thi ở Quy Nhơn đã giúp đỡ con vào Zoom này để học Phật Pháp, để hiểu Phật Pháp và để hành Phật Pháp ạ. Con xin hết ạ. Sa thú kính cảm ơn cô Hậu rất là nhiều. Chưa xích Hậu đi ha, Nhật Quỳnh quen chị hai kêu tên. Dạ nhưng mà quan trọng á, bây giờ cái nick tên là gì? Dạ quan trọng là cái nick tên là gì, không phải cần tên thiệt mà phải nick lên gì. Thí dụ như nè, nick Duyên nè, chị Meta nè, thí dụ bây giờ cái nick Quang Thanh là gì, Quảng Thanh hay Hoàng Thành hay là như thế nào á, giới thiệu là giới thiệu cái đó đó, còn tên mình không thành vấn đề. Hiện giờ cái nick là gì, pháp danh là gì nha. Rồi thôi được rồi, vậy là cũng tốt lắm rồi. Dạ cảm ơn Phước Biển Quy Nhơn. Ai gì thay giờ kêu cô Thi mà đâu có kêu Thi đâu, kêu Phước Biển Quy Nhơn đó, thấy không? Nên là quan trọng là cái nick mình đang cầm mic. Dạ cảm ơn chị Mata cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ thì đồng hồ con còn có 6 phút rồi. Dạ con Ngài cho phép con, nếu mà không ai có câu hỏi, con hỏi cái là quá giờ, nên thôi con cũng thỉnh ý Ngài. Hoàng Thanh hả? Không có dấu gì hết luôn phải không Phố Biển? Vậy là tốt rồi, vậy là cứ kêu Hoàng Thanh ha. Dạ con cũng thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ bây giờ con sám hối hay là con thỉnh Ngài lên kết thúc xong rồi con sám hối. Dạ con cung thỉnh Ngài à. Nếu mà không còn ai có gì vậy thôi mời cô nói rồi qua buổi xài vậy. Dạ con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ con xin sám hối. Dạ con quen miệng đó, nên con không có phải cung thỉnh Ngài Trí Đức, mà sau khi chúng con sám hối thì con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh.
từ bi phúc chúc cho đạo tràng, chứ không phải thịnh ngài Chi Đức. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Và sau đó con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo ạ. Uất tam an ghê na quanh đê hăng ba đà phạn sung và ruột tam an buốt thể vô ca li tổ đô sơ buốt thô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quanh đê hăng thăm anh cha đu vi thăng qua răng thầm mê vô khá li tô đổ sô thầm mô khả ma tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thô ta măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khẩm mạch tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Bụt Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Ca Giá. Với phước báo học pháp, thính pháp, thảo luận Phật, kính dân đến các bậc thầy tổ, cầu mong các ngài ở cảnh giới nào cũng được an vui. Kính chúc chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, chúc cho tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử khỏe mạnh an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo này. Nhất là cầu mong cho chú Châu Hoan sớm được thoát khỏi những khổ đau bệnh tật, có được sức khỏe tốt đẹp để tiếp tục tạo trữ những cái công đức phước báo, thực hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Chúc chú mau bình phục an vui, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba bhuta nuvavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma nuvavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba sangha nuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti pi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bờ thế khê rê khê rê ta hình ta tham mà đa nê na pa quan tu bồ chi ta sa thình ca rôn tê ta vi ha ra man đa lê thế ra cha mát cha na qua ca cha phức kha bồ sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tu tê cha ra bu cha ye vi cha an đa sam pa qua san se da cha ta a tha bo pa ba ti ca niệu gia ni căn thẩm ma qua răng
Matichate sabbe bidukha sakarantu sankhayang. Tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra chấp khúc ca ra. Sang go ho tu sa mắc go va a tha ya cha he ta ya cha am he. Raka tu sa tham mô sabbe bi tham ma cha di no vô thinh. Sam ma bu na iya ma tham ma di yap ba we di te.